Tiếp tục gửi tới các bác chị căn nhà có pháp lý là sổ hồng và có hoàn công đầy đủ. Căn nhà có diện tích ngang 4m, độ sâu là 12.5, kết cấu là 1 trệt 1 lầu. Có con đường trước mặt đây lên tới 4m có bác chị ạ, và khu dân cư hiện hữu. Với vị trí căn nhà cách trường trung học cơ sở Tô Ký khoảng 200m, và từ vị trí này các bác chị có thể nhìn thấy đó, trước mặt của chúng ta đó là trường trung học cơ sở Tô Ký, và cách đường Tô Ký khoảng 200m. Căn nhà có hướng chính là hướng Tây Nam, kết cấu là 1 trệt 1 lầu với 2 phòng ngủ rộng, phòng khách, nhà bếp và 2 nhà vệ sinh. Giá đang chào bán chỉ có 1 tỷ 550 triệu đồng và giá này thì vẫn còn thương lượng. Có bác chị nào quan tâm tới căn nhà này, xin vui lòng liên hệ về cho nhà đất Hoa Lan Anh theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Hoa Lan Anh sẽ trực tiếp dẫn các bác chị xem căn nhà này và gặp trực tiếp chính chủ để các bác chị chúng ta thương lượng và sở hữu ngay căn nhà phố tuyệt đẹp này với diện tích ngang 4, độ sâu là 13, kết cấu là 1 trệt 1 lầu với phòng khách rộng, và đây là không gian của nhà bếp này, cực kỳ rộng rãi, đầy đủ tiện ích. Với khu vực này có bác chị để máy giặt này, hai nhà vệ sinh thì tầng trệt một cái và tầng lầu một cái, rất rộng rãi. Đây là một căn nhà mới với pháp lý là sổ hồng có hoàn công, với giá đang chào bán chỉ có 1 tỷ 550 triệu đồng và giá này thì vẫn còn thương lượng. Có bác chị nào mà quan tâm tới căn nhà này, xin vui lòng liên hệ về cho nhà đất Hoa Lan Anh theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Với giá đang còn được thương lượng thì sau khi thương lượng xong thì cô bác chị cùng với anh chị chủ nhà sẽ ra công chứng lập vi bằng ngay trong ngày luôn. Cô bác chị đang xem video, xin vui lòng bấm đăng ký và chia sẻ để đón nhận video mới. Trên tầng lầu sẽ có 2 phòng ngủ rộng, đây là phòng ngủ phía sau này. Và điều đặc biệt của căn nhà mình là có thêm một khu vực giếng trời để lấy gió và không khí tự nhiên cho toàn bộ căn nhà thêm thông thêm thoáng. Để tận dụng cái khu vực giếng trời này thì anh chị chủ nhà có làm một chiếc nhà vệ sinh ở ngoài nên sẽ rất là tiện. Đây, hai phòng ngủ rộng và một chiếc ban công với hướng chính là hướng Tây Nam, thì căn nhà mình cũng có hệ thống màn cửa đầy đủ hết rồi. Có bác chị nào quan tâm xin vui lòng cứ liên hệ về bên em theo khung giờ nào cũng được. Em xin cảm ơn.